Xin chào các bạn, mình là Tê và hôm nay mình sẽ tiếp tục unboxing slogan nha. Thì đây là slogan của Hoopsmelling. Hoopsmelling là franchise rất là lớn của Hoop. Mình rất là thích cái slogan này. Xinh lắm mấy bạn. Thì đây sẽ có keyring nha. Mình mua ở Super Store, mình sẽ để link của shop ở dưới và link của Master luôn. Đây là Hoop đeo băng, đeo cái cài mang. Hình như nó hơi ít đồ. Thì cái này mình không biết là cái gì. Xinh quá à. Be your wings, Hoopsmelling for J-Hope. Thì chị này không phải là fansign lâu đâu, nhưng mà chị ấy khá là nổi vì chị chụp hình đẹp. Đây, này là hồi run nè. Xinh quá. Ý con để mấy cái hình heo dễ thương quá. Mình không biết sao mà nó ít hình dữ vậy. Nó ít đồ dữ vậy. Dễ thương chưa? Cái màu đẹp quá mấy bạn. Đằng sau nó ghi là J-Hoop. Là J-Hoop á. Đây có chữ Hoopsmelling nè. Có design trái lộn mây mặt trời. Có một cái tên bự cho bá ở đây. Airplane. Này for BTS J-Hoop. Và đây. Mấy bạn ơi, đang có stock sale này đó mấy bạn. Mà mình nghĩ tới khi mà mình up cái video này lên thì stock sale nó đã hết rồi. Be Your Wings, ở đằng sau có chữ Be Your Wings. Nhờ hình hút, cười dễ thương quá. Ok, tiếp tục nha. Mình còn một slogan nữa, đây là của Tê không? Vì một unbox một slogan không có dài á, nên mình sẽ để vô hai cái chung luôn nha. Thì đây sẽ là good. Cái này là... thì đây là slogan tên là Do and Die. Mình không biết là mình không chắc mình đọc đúng vì mình không đọc cái chữ này sao hết. Thì đây là slogan của Be Light. Chờ mở sao. Be Light. Fansign này mình thấy nhiều rồi. Mình thường thấy cũng nhiều. Ý là mình đã thấy qua fansign này nhiều lần rồi. Nhưng mà về đồ nổi thì mình nghĩ chị này sẽ không nổi lắm đâu. Đây. Nhưng mà cái slogan thì xinh. Kim Tae Hyun. Cái này là chữ Hán á. Van Tê. Đây là sinh nhật. Đây là sticker tự. Hình thay hơn hồi có bullet nè. Con dễ cái hình dễ thương quá nhỉ. Nhìn dễ tê. Ngập mặt. Đây. Chị này để good chung hết luôn á. Đây là photo card nha. Này photo card ngang nè. À cái này photo card chụp point đó mấy bạn. Là chụp các điểm nhỏ trên cơ thể thôi á. Nhờ phép lớp. Dễ thương quá. Này phim ra. Trời. Vậy đằng sau đây là tên set nè mấy bạn. Mình sẽ đọc theo Do and Be. Không biết đọc sao nữa. Đây. Đây là Master nè. The V-Light for Kim Tae không. Thì V-Light là fan sign. Tiếp theo là sticker tròn. Cái này là chụp từ đằng sau nè. Thấy không? Chụp đằng sau thấy không? Ôi dễ thương quá. Trời ơi chụp. À chụp cái chụp mullet đó mấy bạn. Trời ơi luôn. Đây là Anthem Man sticker tròn fan art nha. Ôi thanh niên dễ thương quá. Đây là poster. Chúng ta chị này làm cũng chất lượng á. Mình chưa mua quýt của chị này bao giờ. Không phải là chất liệu bóng nhưng mà giấy nó sẽ không mỏng đâu. Nên là mấy bạn thấy nó không nhăn lắm. Hình thì rõ lắm mấy bạn. Cuối cùng là slogan. Này, slogan bình thường thôi. Đằng sau ghi Kim Tae Hyun. Đây là glitter slogan. À hologram. Hologram slogan. Đằng sau có màu tím. Mình không thích màu tím này lắm. Thường mình không thích đằng sau mà nó tím đậm như vậy. Giả sử tím gradient á. Nó tím ngã sang màu này màu kia thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà nó cũng đẹp. Còn này đằng trước. Đằng trước thì khỏi nói rồi. Xinh lắm luôn ấy. Đây là slogan dọc nha. Rồi, tới đây là hết unboxing của mình rồi. Dạo này nhiều đồ quá mấy bạn. Up video lên không kịp luôn á. Có mấy cái tụi mình quay lâu lắm rồi mà vẫn chưa up lên được. Rồi, tới đây là hết unboxing của mình.
Bye bye.